quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Mới đây, trong một sự kiện vận động tranh cử ở Wisconsin, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump nói: "Sau khi chiến dịch tranh cử lần này kết thúc, tôi có thể tắm nắng trên bãi biển. Bạn chưa bao giờ thấy một cơ thể đẹp đến thế, đẹp hơn nhiều so với ông Joe Biden." Cựu Tổng thống Donald Trump đã 3 lần tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ. Sau 2 lần bị ám sát hụt, ông Donald Trump cho biết mong muốn tiếp tục chiến đấu vì nước Mỹ là lý do mà ông muốn trụ lại trên đường đua vào năm 2024. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa đã có mặt tại tiểu bang chiến trường Trung Tây trong nỗ lực tăng cường tần suất tranh cử khi chỉ còn hơn 5 tuần nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Theo đài USA Today, số lượng cử tri Mỹ đăng ký tham gia bầu cử vào tháng 11 cao kỷ lục. Tính đến giữa tháng 9 năm 2024, số lượng cử tri đăng ký bỏ phiếu trên trang đã vượt mốc 150.000 người, trong đó số liệu ở nhóm cử tri 18 tuổi cao hơn 53% so với cùng kỳ 4 năm trước. Một khảo sát gần đây do chuyên trang Gen Forward thuộc Đại học Chicago Mỹ thực hiện cho thấy mối quan tâm của cử tri trẻ ở cuộc đua năm nay trải dài ở nhiều lĩnh vực, nhưng chủ chốt nhất là 4 vấn đề, gồm kinh tế và chi phí sinh hoạt, vấn đề phá thai, vấn đề nhập cư và chính sách đối ngoại của Mỹ. Đây cũng là những mũi nhọn mà ông Trump và bà Harris tập trung trong các cuộc vận động tranh cử lâu nay nhằm giành thêm phiếu bầu vào tháng 11 tới. Dẫn trước trong một số vấn đề nóng hổi thu hút nhiều sự quan tâm của cử tri, bao gồm nhập cư và an ninh biên giới, ông Trump rất biết cách sử dụng lợi thế này để tấn công đối thủ Harris. Trích dẫn số liệu từ cơ quan thực thi di trú và hải quan, ông Trump cho rằng dưới thời bà Kamala Harris, hơn 13.099 đối tượng phạm tội sát hại người khác bị kết án đã vượt biên vào Mỹ. Cựu Tổng thống cho rằng, với cách điều hành yếu kém như vậy, bà Harris nên bị luận tội. Tuyên bố này của ông Trump được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm biên giới ở bang Arizona vào ngày 27 tháng 9. Ngày 29 tháng 9, ông Donald Trump đã có bài phát biểu vận động tranh cử tại bang chiến địa Pennsylvania, được đánh giá là cử tri còn nhiều dao động. Trong đó, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường thực thi pháp luật để phòng chống tội phạm bạo lực ở nước này. Tại cuộc vận động tranh cử ở hạt Erie, Tây Bắc Pennsylvania, ông Trump đã dành phần lớn bài phát biểu của mình để nói về tình hình tội phạm của người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ. Ông cũng nêu quan điểm về chính sách nhập cư của Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, cho rằng đây là nguyên nhân khiến những kẻ khủng bố đang tràn vào đất nước chúng ta. Hạt Erie là một trong hai hạt của bang Pennsylvania ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016 trước ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton, nhưng sau đó quay sang ủng hộ ông Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Đây là điểm dừng chân thứ tư của cựu Tổng thống Mỹ trong một tháng qua tại bang Pennsylvania. Chiến dịch tranh cử của bà Harris cũng nhanh chóng đáp lại những tuyên bố của ông Trump trước đó. Bà Harris phát biểu tại sự kiện tranh cử ở Arizona: "Ông Donald Trump không làm gì để điều chỉnh hệ thống nhập cư đã không còn hiệu quả, không giải quyết được tình trạng thiếu thẩm phán di trú và lực lượng biên phòng trong suốt 4 năm đảm đương vai trò Tổng thống. Ông ấy không tạo ra những con đường hợp pháp để người di cư đến Mỹ, không làm gì để giải quyết hệ thống tị nạn lỗi thời hay phối hợp với chính phủ nước khác nhằm giải quyết vấn đề di cư, vốn là thách thức của khu vực." Trong bối cảnh chỉ còn 40 ngày nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11, Phó Tổng thống Kamala Harris thuộc Đảng Dân Chủ đang giữ lợi thế trước đối thủ bên Đảng Cộng Hòa là cựu Tổng thống Donald Trump tại bang chiến trường Michigan và cuộc đua rất căng thẳng ở Pennsylvania, một bang dao động quan trọng khác. Một cuộc thăm dò mới của UMass Lowell và YouGov tại bang Michigan cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump với khoảng cách 5 điểm phần trăm, 48% so với 43%, mặc dù cựu Tổng thống Mỹ có lợi thế hơn trong số những cử tri độc lập với tỷ lệ ủng hộ 36% so với 29%. Tại bang Pennsylvania, bà Harris giành được 48% phiếu bầu, còn ông Trump bám sát với tỷ lệ 46%, trong khi 4% cho biết vẫn chưa quyết định. Hầu hết cử tri bang Michigan và Pennsylvania cho biết họ sẽ không thay đổi quyết định về việc sẽ đi bỏ phiếu vào tháng 11 tới. Hai ứng viên phó tổng thống là Thượng nghị sĩ James David Van của Đảng Cộng hòa bang Ohio và Thống đốc Tim Walz, Đảng Dân chủ bang Minnesota, sẽ có cuộc tranh luận vào tuần tới khi còn hơn một tháng nữa là đến ngày bầu cử. Các cuộc thăm dò cho thấy, trong bối cảnh một cuộc đua sít sao giữa hai ứng cử viên tổng thống trong chặng cuối, thì bất kỳ sai lầm lớn hoặc đòn hạ gục nào của một trong những ứng viên phó tổng thống đều có thể thay đổi cục diện. Liên quan đến vấn đề nhập cư, để đối mặt với những cuộc tấn công liên tục từ phía cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đảng Cộng hòa về việc không đủ khả năng xử lý các cuộc khủng hoảng ở biên giới phía Nam, bà Harris có kế hoạch đến thăm khu vực biên giới Mỹ-Mexico tại bang Arizona vào ngày 27 tháng 9 theo giờ địa phương, với các đề xuất cử các đặc vụ mới đến biên giới và áp dụng công nghệ để ngăn chặn dòng chảy tiền chất fentanyl tuồn vào nước này.
Theo cuộc thăm dò của NBC News công bố vào đầu tháng này, phần lớn cử tri cho rằng ông Trump sẽ bảo vệ biên giới tốt hơn bà Harris. Trong bài phát biểu tại thành phố công nghiệp Pittsburgh, thuộc bang quan trọng còn đang dao động Pennsylvania, bà Harris chỉ trích ông Trump là kẻ thua cuộc lớn nhất về kinh tế, đồng thời cam kết vạch ra một con đường mới để tiến về phía trước. Bà cho biết gần 200.000 việc làm trong các nhà máy đã bị chuyển ra nước ngoài trong thời gian ông Trump ở Nhà Trắng. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ tự mô tả mình là người ủng hộ tầng lớp trung lưu của Mỹ đang phải vật lộn với giá cả cao, trong khi đối thủ Donald Trump thì ủng hộ những người sở hữu những tòa nhà chọc trời lớn. Bà Harris tập trung vào việc thúc đẩy đầu tư cho ngành sản xuất của Mỹ, cũng như lặp lại những lời hứa trước đó về việc giảm thuế cho các gia đình và doanh nghiệp nhỏ. Về phần mình, ứng viên của Đảng Cộng Hòa ông Donald Trump cũng đưa ra những cam kết nhằm thúc đẩy sản xuất tại Mỹ, nhưng phần lớn dựa trên kế hoạch áp thuế toàn diện đối với hàng nhập khẩu. Phát biểu trước những người ủng hộ tại Manhattan, bang North Carolina, một bang chiến trường quan trọng khác, ông Trump khẳng định, các bạn sẽ được bảo vệ trước việc hàng hóa nhập khẩu tràn vào vì chúng ta sẽ áp dụng mức thuế từ 50 đến 200%. Kể từ khi bà Harris thay thế Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên cho Đảng Dân Chủ, các cuộc thăm dò cho thấy bà Harris đang vượt qua ông Trump trở thành người được cử tri tin tưởng về nền kinh tế. Trước đó, theo kết quả một cuộc khảo sát được công bố hôm 26 tháng 9 do trường cao đẳng Madison ở New York tiến hành, cả ông Trump và đối thủ Kamala Harris đều nhận được 49% ủng hộ của cử tri ở Bắc Carolina. Tại Arizona và Georgia, ông Trump chỉ tạm dẫn trước 1%, trong khi 50% cử tri tiềm năng ở cả hai bang tiết lộ sẽ bỏ phiếu cho cựu lãnh đạo Nhà Trắng và 49% cử tri nghiêng về phía bà Harris. Ở một cuộc thăm dò khác do Viện Nghiên cứu thuộc cao đẳng Siena thực hiện hồi tháng 8, cho thấy bà Harris đã dẫn trước ông Trump đáng kể ở ba bang chiến địa khác gồm Wisconsin, Pennsylvania và Michigan. Theo dữ liệu của cuộc khảo sát, nữ phó tổng thống đương nhiệm dự kiến sẽ đạt tỷ lệ ủng hộ là 50%, vượt xa đối thủ Đảng Cộng Hòa với 46% ủng hộ ở cả ba bang chiến địa. Tỷ phú Elon Musk mới đây đã tuyên bố rằng cuộc bầu cử năm 2024 sẽ trở thành lần bầu cử cuối cùng của nước Mỹ nếu ông Trump không thể đánh bại bà Harris. Đài RT ngày 30 tháng 9 cho biết, tỷ phú công nghệ Elon Musk mới đây đã phản bác những chỉ trích cho rằng ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ, nhấn mạnh việc Phó Tổng thống Kamala Harris chiến thắng cuộc bầu cử tháng 11 sẽ tạo ra cơn ác mộng đối với nước Mỹ. Tỷ phú công nghệ Elon Musk lập luận, Đảng Dân Chủ có thể biến Mỹ thành một quốc gia đơn đảng trên thực tế nếu họ thành công trong việc thúc đẩy cử tri của mình ở các tiểu bang dao động bằng cách tăng cường cấp quyền công dân cho những người nhập cư bất hợp pháp. Tuyên bố này được đưa ra khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chỉ còn hơn một tháng nữa là diễn ra, với lời lẽ từ cả hai phía trở nên gay gắt hơn. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ và Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris đã nhiều lần gọi đối thủ Đảng Cộng hòa của mình, cựu Tổng thống Donald Trump, là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Ông Elon Musk, người từng tuyên bố ủng hộ ông Trump vào tháng 7, nói rằng điều ngược lại mới là chính xác. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm cuối tuần trước, ông Musk tuyên bố, rất ít người Mỹ nhận ra rằng nếu ông Trump không được bầu thì đây có lẽ sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng. Ông ấy không phải là mối đe dọa đối với nền dân chủ mà là cách duy nhất để cứu nền dân chủ. Để tôi giải thích, nếu chỉ có 1 trên 20 người nhập cư bất hợp pháp trở thành công dân mỗi năm, điều mà Đảng Dân Chủ đang thúc đẩy nhanh nhất có thể, thì sẽ có khoảng 2 triệu cử tri hợp pháp mới trong vòng 4 năm. Ông Musk nói khi trả lời một bài đăng, tuyên bố rằng 9 triệu người nhập cư bất hợp pháp đủ điều kiện nhập tịch dưới thời chính quyền Mỹ hiện tại. Ông Musk nói thêm, hơn nữa chính quyền Biden-Harris đã đưa những người xin tị nạn, những người được cấp quyền công dân một cách nhanh chóng, trực tiếp đến các tiểu bang dao động như Pennsylvania, Ohio, Wisconsin và Arizona. Đây là cách chắc chắn để giành chiến thắng trong mọi cuộc bầu cử. Do các tiểu bang dao động thường đóng vai trò quyết định trong các cuộc bầu cử Mỹ, ông Musk tuyên bố rằng nếu Đảng Dân Chủ thành công trong việc sử dụng chính sách nhập cư để thúc đẩy cử tri của họ, sẽ không còn tiểu bang dao động nào nữa. Ông cho biết, các cuộc bầu cử duy nhất sau đó sẽ là bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ, tương tự những gì đã xảy ra ở California vào cuối những năm 1980. Ông Musk kết luận, khi đó nước Mỹ sẽ trở thành một quốc gia đơn đảng và nền dân chủ sẽ kết thúc. Mọi nơi ở nước Mỹ sẽ giống như một cơn ác mộng ở trung tâm thành phố San Francisco. Trong tháng 7, ông Musk tuyên bố rằng ông sẽ đóng cửa văn phòng mạng xã hội X tại San Francisco, tuyên bố rằng ông đã quá chán với việc phải trốn tránh các băng đảng nghiện ma túy hung bạo chỉ để ra vào tòa nhà. Việc X chuyển trụ sở tới Texas trùng thời điểm nhiều doanh nhân có tiếng rời đi trong bối cảnh thành phố này đang phải đối mặt với nạn vô gia cư, ma túy và tội phạm tràn lan. Nhập cư bất hợp pháp và tình hình tại biên giới đã trở thành điểm gây tranh cãi giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa trong chu kỳ bầu cử năm nay.
ông Trump đã chỉ trích ứng cử viên Đảng Dân Chủ về các vấn đề nhập cư, lên án việc Tổng thống Joe Biden khôi phục chính sách bắt và thả thời cựu Tổng thống Obama, chính sách mà ông nói là cho phép những tội phạm bị kết án trong số những người nhập cư bất hợp pháp được đến nước Mỹ. Nhà sử học Alan Lichtman, người đã đoán đúng hầu hết kết quả của các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ từ năm 1984 tới nay, cuối cùng đã tiết lộ tên người sẽ giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Theo Daily Mail, giáo sư Đại học Mỹ, 77 tuổi, được mệnh danh là Nostradamus thời hiện đại cho hay, bà Kamala Harris đã đáp ứng mọi tiêu chí quan trọng để đắc cử Tổng thống Mỹ. Ông Alan Lichtman đã tự mình xây dựng lên một mô hình bầu cử có thể dự đoán chính xác gần như tất cả những người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kể từ năm 1984. Ông dựa vào một hệ thống không chính thống, bỏ qua các cuộc thăm dò và các chuyên gia mà ông gọi là 13 chìa khóa để vào Nhà Trắng. Đây là mô hình mà ông đã phát triển vào năm 1981 cùng với người bạn là nhà địa vật lý Vladimir Kolesborov. Mô hình này dựa trên kết quả bầu cử Tổng thống trong vòng 120 năm. Nó thậm chí giúp ông Lichtman dự đoán được chiến thắng bất ngờ của ông Trump vào năm 2016, một tháng trước cuộc bầu cử. Sau đó, ông sử dụng mô hình trên để dự đoán chính xác kết quả trong cuộc bầu cử năm 2020. Chìa khóa tới Nhà Trắng của ông Lichtman gồm có 13 câu hỏi đúng hoặc sai mà ông tin rằng sẽ đưa ra dấu hiệu mạnh mẽ về người sẽ chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu mùa thu. Các chìa khóa gồm sự ủy nhiệm của đảng, bầu cử sơ bộ trong đảng, nhiệm kỳ đương nhiệm, đảng thứ ba, nền kinh tế ngắn hạn, nền kinh tế dài hạn, thay đổi chính sách, bất ổn xã hội, bê bối, thất bại quân sự ở nước ngoài, thành công quân sự ở nước ngoài, sức hút của người đương nhiệm, sức hút của người thách thức. Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, nếu để mất 6 chìa khóa thì mới bị coi là thua trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Tới tháng 8 vừa qua, bà mới chỉ mất 3 chìa khóa. Theo ông Allen, Tổng thống Mỹ Joe Biden dừng tranh cử khiến cho Đảng Dân Chủ mất đi một chìa khóa là sai. Nếu ông Biden tiếp tục cuộc đua vào Nhà Trắng, Đảng Dân Chủ sẽ cứu được chìa khóa đương nhiệm. Chìa khóa số 5, nền kinh tế ngắn hạn đang mạnh vì không có suy thoái, do đó chìa khóa này đúng. Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế dài hạn trong nhiệm kỳ Tổng thống hiện tại cũng tốt như hai nhiệm kỳ trước, nên chìa khóa này đúng. Chìa khóa số 7, thay đổi chính sách, phát huy tác dụng khi Nhà Trắng đã thực hiện những thay đổi lớn với chính sách quốc gia. Tái gia nhập Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, dự luật CHIPS, dự luật cơ sở hạ tầng, dự luật giảm lạm phát và biến đổi khí hậu rõ ràng là chìa khóa đúng. Với việc trả lời các câu hỏi đúng hay sai liên quan đến 13 chìa khóa là những vấn đề mang tính quyết định, nhà sử học Allen dự đoán Đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục nắm giữ Nhà Trắng và bà Kamala Harris sẽ là Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 7, ông Lichtman đã từng bác bỏ những lời kêu gọi ngày càng tăng của các chuyên gia chính trị và các nhà hoạt động của Đảng Dân Chủ rằng Tổng thống Joe Biden nên rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Sau màn tranh luận lép vế trước cựu Tổng thống Donald Trump hồi cuối tháng 6, ông Lichtman cho rằng việc thay thế Tổng thống Joe Biden có thể khiến Đảng Dân Chủ phải trả giá trong cuộc bầu cử năm 2024. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin chào và hẹn gặp lại!